Xin chào các bạn, mình có làm file Excel lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 dạng tự động xếp hạng. Mình sẽ làm thử để các bạn thấy rõ hơn. Mình điền các kết quả vào ô tỷ số. Các bạn có thể thấy là ở bên phải màn hình, bảng xếp hạng tự cập nhật theo kết quả mình vừa điền vào. Bây giờ mình sẽ điền tiếp các kết quả dự đoán của mình. Sau khi điền đầy đủ kết quả vòng bảng, bảng tính sẽ tự cập nhật các cặp đấu của vòng bán kết. Mình sẽ đưa ra các dự đoán như sau. Ok, hoàn thành. Indonesia vô địch. Đó là dự đoán của mình. Còn các bạn, hãy tải file Excel ở link bên dưới phần mô tả video này và đưa ra nhận định của mình đi nhé. Mọi người ủng hộ kênh nhé. Đăng ký, thích, chia sẻ video. Cảm ơn.